tôi chơi gì đây? Ui giời ơi, Si ơi, Si đẹp. Anh xin em đấy Si ạ. Chịu em đấy. Em bò ruộng đến chết anh. Mày quá. Tôi đấy đi lái anh em ạ, ăn được nhiều chém. Đây rồi, ha em ơi. Một khi cô đã thương thì làm người thương cũng khó anh em ạ. Hit crack ơi. Anh em ơi, cuối cùng cũng có một trận mà quân nó chấp nhận được rồi anh em ạ. Chẳng có nhé, đem được 12 trận à? Phải không ạ? Hit crack. Cơ hội để chúng ta cân bằng tỷ số là 6 đều. À, chúng ta chuẩn bị đến những trận thi đấu mang tính chất đó là vô cùng quan trọng. Kèo vẫn căng anh em ạ. Thậm chí là một bài đấu mà Hitty đánh kiểu Hit kho tàu. Ái chà chà. Highlight em ơi, highlight em ơi. Cố gắng trận này thắng đi để anh để ban tổ chức làm cái highlight nào. Hitty nhưng lại đánh bài tàu anh em ạ. Đóng ép trước. Hai voi về sát nhà. Bãi quả bảy cây không thể đẹp hơn, được chưa ạ? Ok, tránh Đỗ Sơn nhá, tránh Thanh Nam, tránh Bùi Tiến. Chào Đỗ Công Luận nhá. Hai ông này lần lượt quần xấu à? Cũng đúng đấy nhở. Ồ, nói chung là gian đầm mà anh em. Như thế mới hay. Gian đầm nó là như thế. Nếu mà gian đầm nó không như thế thì không phải tự nhiên mà bộ môn cái thể loại gian đầm nó lại phổ biến nhất và được ưa chuộng nhất ở Việt Nam mình đâu anh em ạ. Đánh cái gì cũng thế thôi, gian đầm là hay nhất. Kể cả Seng, ấy cung R Seng hay cung R AC, hay là Hốt Ma hay là IA đời 4 hay Deep Map các kiểu. Nhưng mà nó thật là gian đầm nó vẫn là hay nhất. Nó phải có một chút gì đó may rủi thì mới là hay. Chào Châu Mạnh Hà, chào Đỗ Công Luận. Châu Mạnh Hà thần kinh mất. Hôm qua Si với cả Trường thì cũng 76. Hôm nay thì chỉ tiêu KPI của khán giả với cả ban tổ chức đang đưa ra cho hai em đó là 98. Đấy, hai em làm nào thì làm. Cố gắng 98 đi. Cho nó mắc binh. Chẳng mấy khi anh Phong được bình luận. Anh em cứ xóa đi, anh chiều hết. Lúc nào mà cảm tưởng không nói được nữa thì xin mình khán giả tầm độ 1 phút uống nước cũng được. Không anh em, hợp lý còn gì nữa. Chào bạn Trịnh Thành nhá, hello anh em. Anh em nào mà chưa like, chưa có thể là thả cho một like, một tim cho livestream này đến từ fanpage của KTV giải đấu anh em nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc anh em có một tối vui vẻ. Hello anh em, chào tất cả mọi người. 98 bác ơi, 98. Đang hy vọng tỷ số là 98 bác ạ. Anh em đang hy vọng tỷ số là 98. Kéo chạm 9 anh em nhé, chạm 9. À đâu Hitty đến từ vị trí đến từ kiếm thủ Siamato. Đánh bài trong kiểu thịt kho tàu. Quả phụ 6 cây. Quả đầu 7 cây và hai voi về nhà tương đối sớm. Bài ổn, đánh được. Chỗ này Hitty Greg thì đơn giản thôi. Cố gắng là giữ sân. Cung thủ phù hay là cung bó nhỏ hay là lạc đà thủ phù chuyển cung đều được. Nhưng với một cái bài đấu nó đang khá ổn về đồ ăn như thế này thì em dự đoán là CC đánh cung. CC đánh cung trong trận thi đấu này. Thêm bãi quả nữa ạ. Úi dồi ôi, dạ màn nhờ. Quả đầu nhiều thế à rồi. Hai bãi quả phụ. Một quả phụ 5 cây và một quả 6 cây. Quả đầu cũng đẹp.
Hai voi về nhà sơ. S đóng gần với rừng thông. Ok. Chưa tìm ra lý do để trận này thua của Rex anh em ạ. Anh em chưa? Chưa tìm ra một lý do gì để trận này con Hitty thua con Rex cả. Theo lịch trình thì có cơm gà vịt bảy không anh? Có em ơi, có chứ. Ban tổ chức đã bảo là phải đánh đủ 8 cơm căng tin rồi. Chúng ta sẽ đánh xoay vòng anh em ạ. Sẽ đánh xoay vòng. Nó giống như kiểu chúng ta đánh dạng lick ấy. Đấy, kiểu kiểu vậy. Sau 8 mùa cơm căng tin thì sẽ tìm ra 8 ông vô địch. Và 8 ông vô địch đó sẽ đánh với nhau một cái giải gọi là cơm căng tin của năm. Em thấy hợp lý không? Nó là hợp lý quá chứ còn cái gì nữa. Giải đấy thì xin phép là xin hy vọng tăng số chạm lên. Chào bạn nữ đầu tiên. Hà tham gia mấy mùa rồi em? Hà thử nhớ lại giúp anh là em tham gia mấy mùa rồi cái. Để cho anh em khán giả biết là cái sự cố gắng của em nó xứng đáng được ghi nhận. Vua về nhì Sĩ Yamato à? Sĩ nói chung là cũng về nhì rồi bác ạ. Cơ công ty năm vừa rồi để Sĩ để thua game thủ Đỗ Công Luận trong trận đấu chung kết thì tỷ số em nhớ không nhầm là 94-95 ấy. Cơ công ty năm vừa rồi thì Sĩ về nhì. Giải này đang mong là đổi bóng huy chương bác ạ. Chào Tommy Tèo nhé. Giải này còn mấy giải nữa anh? Chắc là còn giải công ít nhất là còn giải ban tổ chức vẫn sẽ làm giải những cái giải công công ty về sau như là công công ty 7 sắp tới tháng 4 chẳng hạn. Thì anh hy vọng là nếu như mà Tommy Tèo mà cố gắng là thu xếp điều kiện và những cái điều kiện tham gia giải đấu thì càng tốt em nhé. Anh cũng rất mong là em sẽ tham gia được giải đấu này để nó sẽ có thêm một cái màu gì đó nó mới lạ, nó hay hơn cho tụi em. Đó là cái nguyện vọng của anh cũng như là rất nhiều anh em tham gia. Em nào không biết thì Tommy Tèo ngày trước thì nhắc đến tên idol thì chắc hẳn em nào cũng biết thôi. Đó là thằng em Hải Sẹo của tôi. Thằng em dại. Thằng em dại, Hải Sẹo anh em ạ. Hải Sẹo đấy anh em ơi. Em nào không biết thì em nhắc lại cho biết nhá. Idol Hải Sẹo của chúng ta đó. Bây giờ em nói được cái là gia đình yên ấm rồi. Ngày trước thì cứ bảo là em không bằng anh, nhưng bây giờ thì em vợ con gia đình hạnh phúc, anh thì vẫn đang chưa bỏ con gì đây. 4A đến từ vị trí của game thủ Nguyễn Sĩ ạ. Ai chen chả. Đúng là một khi đã không có giấy thôi. Bây giờ người ta thừa giấy vé voi, ông này còn thừa giấy vé luôn cả. Vé luôn cả đâu. Đây là thừa giấy gấp máy bay rồi anh em ạ. Không phải vé nữa rồi. Một giá ruộng 4A thủ nhà. Nào, như nào đây. Bên kia chém để nơi trồ. Nơi trồ thì mình chạy, làm sao đâu ạ. Cú sóc đều 4 nhà A ra. Cùng rờ tí nữa có giáp 2 thì chơi. 7E để giữ anh tên cái ruộng này. Có tên cái ruộng mới. Bắt con chém này đi. Rờ hít đi mà anh em. Đấy đi. Dỉa một lúc là xong đấy mà. 4 A sóc đều 2 nhờ là thủ cửa. Có tí cửa nào để thủ trận này đấy cả. Ơ tôi cái gì đấy. Ui này này. Xì ơi. Xì đẹp. Anh tin em đấy Sĩ ạ. Chịu em đấy. Em bò ruộng đến chết anh. Mày quá. Tầng đấy đi lãi anh em ạ. Ăn được nhiều chém. Đi đi đi. Đấy đi luôn. 234/56 rồi. Trận đấu xong rồi đấy. Thế là xong rồi. Cái tầm này mà con Greg chưa liếm được khoảng tầm 10 con dân của Hitty nhỉ. Ôi Trường ơi anh xin em thôi. Tiết kiệm thời gian cho ban tổ chức cho tiền máy anh em ơi. 700 gỗ gì ơi. Em ơi đánh ít đi kiểu gì 700 gỗ 30 thường kì em ơi. Em cho dân ra ngoài ra dụng thôi anh cái. Khỏe thì khỏe thật đấy nhưng mà vừa phải thôi em. Đánh này thì chết cơ. Chết cơ ban tổ chức. Mệt thật. Tờn bò ruộng đi vào lòng đất thì từ Sĩ ạ. Rất may là tờn đấy bốn đường không ăn được quá nhiều chén. Nếu người ta còn 7 em bắt dân thì chắc đi. Chắc cũng đi luôn rồi chứ. Tiếp tục sẽ là một tình huống 7 em để giữ dân. Thế thôi còn 1, tốt. Có một tờn cung đờ cắt 4 con đi để có thể là bắn vào cái cơ sở bên phía nhà của Phương. Làm giảm đi cái khả năng.
Tiếp tục đó là vậy. Ê, hay rồi, xong rồi. Nốt tờ này thủ trưởng ơi, anh xin em. Ok, 6 đều. Ôi giời ơi. 98 rồi anh em ơi, chắc chắn thì số là 98 rồi. Quan trọng là ông nào 9, ông nào 8 rồi anh em ạ. 6 đều. Trận đấu thứ 13. Như có sự sắp đặt ở đây anh em ạ. 6 đều rồi anh em nhá. Đúng nguyện vọng luôn.